Xin chào anh em, Nguyễn Hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với chuyên mục báo giá cái dòng xe rẻ cũ. Thì ngày hôm nay lên cho anh em một mẫu báo giá nhẹ nhàng về mẫu xe rẻ cũ cho anh em Quý Hàng cùng tham khảo thêm. Hiện tại trong cái video này mình có mười mấy đầu xe muốn mang đến cho anh em Quý Hàng của các bạn từ 15 tấn đổ về nha. 15 tấn đổ về đủ loại cho anh em Quý Hàng có thể tham khảo và biết thêm về giá cả những cái dòng xe rẻ cũ. Đầu tiên mình có một em 51D21708 Taco Oman 3 chân đời 2015, thùng dài 9,5 m, tải trọng phép cho hàng hóa là 14 tấn 50, là gần 15 tấn anh em. Thùng mở 9 bẩn, 8 bẩn bên thông rồi ứng với sau, bẩn inox, sàn inox đời 2015, một cầu hạt nha anh em. Công thức bánh xe là 6x2. 3 chân, một cầu hạt, một cầu giả. Với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 420 triệu bao rút hồ sơ gốc, bao đăng kiểm mới, xe này hết đăng kiểm rồi. Nhưng mà 420 triệu bên mình bao đăng kiểm và bao rút hồ sơ gốc cho anh em nha. Kế bên mình có một em Taco Olin phiên bản thùng lửng nha anh em. Tổng cộng mở 7 bựng. Thùng lửng, tải trọng xếp chở hàng hóa của em nó là 9 tấn, dòng 900A đó anh em. Với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 295 triệu nha. Đây em Taco phiên bản thùng lửng 900A, 9 tấn xịn sò như này. Nếu anh em thấy cái mẫu xe nào cứ đến đây xem xe, trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin em nó về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với hàng của bạn nha. Em Taco thùng lửng thùng dài 7,4 m nha anh em. Đó, 9 tấn 4, thùng lửng dài 7,4 m được 2016 nha. Sorry anh em, con Taco Linh nãy là 2016, 295 triệu anh em. Tiếp đến mình có em Hino đời 2022. Isuzu 730 4.8 thùng dài 5,6 đời 2022, 690 triệu, 60H07745. Đó, thùng ở tổng cộng có 7 bẩn nha anh em. 4.8 thùng dài 5,6 đời 2022. Đó. 690 triệu. Tiếp đến mình có em Taco lên phiên bản thùng lửng đời 2020, 7.4 thùng dài 6,2. 7.4 thùng dài 6,2 đời 2020, 390 triệu nha. 390 triệu, thùng lửng tiêu chuẩn rồi, sàn sắt. Bửng thì nó bằng sắt à. Nhưng mà nhìn rất là đẹp, rất là cứng cáp nha. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe nào cứ đến xem xe, trải nghiệm mà lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể gửi một em về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của bạn. Đó. Tiếp đến là mình có một em Hino. Hino này là Isuzu 650 phiên bản thùng dài 4,1 phiên bản thùng kính nha anh em. Đời 2017, tải trọng phép cho hàng hóa là 1,6 tấn 50, với mức giá dự kiến chào bán anh em là 360 triệu, thùng kính dài 4,1 đời 2017, đó 360 triệu, tải trọng phép bằng chở hàng hóa là 1,6 tấn 50, gần 1,7 tấn đó anh em. Hino Isuzu 650 rất là xịn sò luôn. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe nào cứ đến xem xe, trải nghiệm lấy thử. Nếu có mấy phù hợp thì hãy gửi em nó về phục vụ để kinh doanh vận tải chuyển hàng hóa của anh em với hàng cùng các bạn. Tiếp đến là có một em đông lạnh Hino đông lạnh đời 2018. 4.2. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 595 triệu nha. Hino đông lạnh đời 2018 nha. Rất là xịn luôn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe nào cứ đến xem xe, trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có dư một em về phục vụ đích kinh doanh trải vận chuyển hàng hóa của anh em với cái hàng của các bạn. Đó, rất là xịn luôn nha anh em. Tiếp đến là mình có một em Hyundai N250SL đời 2021. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em với cái hàng của anh chị. Con Hyundai N250SL này là 350 triệu nha. Phiên bản thùng dài 4,3 m đó anh em, rất là xịn luôn. Đời 2021, tải trọng cho phép chân hóa là tấn 9, phiên bản thùng kính có cửa hông. Tấn 9, đời 2021, thùng dài 4,3 m. Với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 350 triệu. Trước đến là mình có một em Hyundai, đời 2014, tấn 8, thùng dài 4,4 m, 350 triệu luôn nha anh em. Đời 2014, thùng ở 5 bẩn nha. Hyundai HD65, tấn 8. Đời 2014 nha anh em. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là giá đi em này là 350 triệu nha. Cái bên này có em Hyundai đời 2009 HD65 luôn. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em với cái hàng của các bạn, em Hyundai 2009 đó là 240 triệu, thùng ở 5 bẩn, thùng dài 4,4 m, tải trọng xếp chở hóa là 1,8 tấn luôn nha anh em. Hai xe Hyundai HD65 2009 là xe không có biển số, xe có biển số 60 nãy anh em. Đang dự kiến cho bán cho anh em là
350 2014, chú đó có em HD72 biển số vàng anh em, hùng kính. Có mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 365 triệu, đợi 2015, thùng dài 5 m, thùng dài 5 m là 2015 nha anh em. Chiếc đánh làm có một em Isuzu HD72 nãy là 3 tấn 4 nè. Chiếc đánh có em Isuzu 2 tấn 2 đời 2018, với mức giá dự kiến cho bán cho anh em quý khách hàng của các bạn là hùng dài này là 4,3 nè, 355 triệu nha, đời 2018, máy điện sàn inox rất là xịn luôn, có mua nước gió nè. Isuzu 2 tấn 2 thùng dài của nó là, với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 355 triệu nha. Chiếc đến làm có em Hyundai H150, con này thì là tháng 4, thùng dài của nó là 3,2 m, đời 2021, mới đi có 17.000 thôi. Thùng lớp ngoài composite khá là xịn, thùng tiêu chuẩn nhưng mà được có lớp ngoài composite, 325 triệu nha. H150 tháng 4, thùng dài 3,2 m, đời 2021, đi 17.000 km, xe lướt, xe đẹp, xe zin, máy lạnh đầy đủ, với mức giá dự kiến cho bán cho anh em 325 triệu, ra đi em Hyundai xịn sò như thế này. Đó, có cửa hông nha anh em, rất là tuyệt vời luôn, xe cực kỳ đẹp, cực kỳ zin và cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp đến là mình có một em nhỏ nhắn xinh xắn Taco 990 kg, tại 2019, thùng dài 2,5 m, máy xăng 4 máy, với mức giá dự kiến cho bán 140 triệu, có thương lượng bảo rút hồ sơ cho nên chủ tiệm này xem xe trải nghiệm lái thử. Taco 990 kg, đầu dài, máy lạnh đầy đủ, là 2019, thùng dài 2,5 m, 140 triệu, ra đi em Taco nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Đó. Tiếp đến mình có một em Kia K200, đời 2020, tháng 9, thùng bưu bạc bửng nhôm, mở 5 bựng, sang sắt, đời 2020, tháng 9, thùng dài 3,2 m, với mức giá dự kiến nhà bán cho anh em là 310 triệu nha. Kia K200, nước sơn màu xanh ngọc, rất là bắt mắt và rất là đẹp, xịn sò như thế này, đời 2020, thùng của nó là mưa bạc bửng nhôm 5 bửng sàn sắt 3,2 m. Đó. Với mức giá dự kiến cho bán cho anh em con Kia xịn sò như thế này là 310 triệu, bao đúng hồ sơ gốc nha anh em, xe cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn, Kia chạy rất sướng, rất là mượt như xe du lịch. Tiếp đến là mình có em Terraco đời 2020 930 kg, thùng 2,6 m, thùng kính có mở cánh dơ, máy hàng lưu động, mở hai bên hông đều, một phía sau luôn. Đó, thùng mở cánh dơ, máy hàng lưu động, Terraco 100 đời 2020, sử dụng hệ thống tia chống thủy lực, với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 170 triệu, có thương lượng nhẹ cho anh em trực tiếp lên xem xe trải nghiệm mà lái thử. Terra 100, máy xăng, máy Mitsubishi, đó là những mẫu xe tải cũ mang đến cho anh em quý hàng các bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Nếu anh em quý khách hàng của bạn thích cái mẫu xe nào cứ đi xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin mời em về phục vụ nick kinh doanh vận tải hoàn chuyển hàng hóa của anh em quý khách hàng của bạn. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại.